mọi người, sắp tới 8 tháng 3 rồi. Mình sẽ tự thưởng cho bản thân bằng cách là mình sẽ đi coi lại cái ban công để ăn mừng ngày 8 tháng 3. Cái này là cái dạng yến thảo, hai cái đều là dạng yến thảo màu vàng và dạng yến thảo màu hồng.